gần tới cái nơi rồi, mong rằng tới xin cảnh giải giúp trời. Một bữa giờ đưa đi trên được có đưa đò gần như ta như kia có nhiều có bạn vui. Rồi dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mấy anh em ha. Ở đây thì có kênh của Tài 66 nè, kênh chị Nắng Sưng, kênh Hậu Nhân, kênh Quyền Thoại KB và kênh của chị Ngọc Nhi 3290. Đó thì mấy anh em vô đây để trao quà cả nhà của một khán giả giấu tên. Khi mà em quay lúc mà đám tang của nghệ sĩ Xuân Thu á, ở chùa Ấn Quang đó, thì cái chị đó biết em ở ngay chỗ chùa Ấn Quang thì có gửi em là có phần quà là 500 ngàn thôi. Nhưng em có anh em với chị Nắng Sưng có thêm một ít tiền để mua thêm một chút xíu đồ cho cô. Thì 500 ngàn mua được một bao gạo là 480, bao gạo này là 25 kg ha cả nhà, gạo tài nguyên gì đó, ký 20 ngàn lận, 480. Cô đó bán đúng ra 500, cô bớt 20 còn 480. Thì còn lại thì em thêm tiền vô em mua cho cổ một chai dầu ăn, một chai nước tương và một hộp trao cũng khá là to to. Bên cạnh đó chị Nắng Sưng cũng mua ít mì gói và một bịch một gì bánh gạo, kèm với lại một chai thuốc chị chó gì chị sà mâu chó nó có nuôi chó nữa anh, có chó. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong gặp cô để mình trao quà cả nhà. Đây là món quà tuy tấm lòng của ít lòng nhiều ha, ấm cúng cho mùa Giáng sinh với lại có thể là giúp cho cô đây tới Tết có một cái gọi là tình nghĩa ha, gạo để nấu cơm ấm cúng trong gia đình. Rồi xin mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Cô nhớ con không? Dạ hôm nay con đến đây. Ơi. Đừng. Con đến đây để con gửi cho cô một ít gạo với lại một phần quà. Con để đây ha. Để đây được không? Để trên ghế này có sao không? Để ghế kia. Để. Không, con để đây đi, để cho con đây lát nữa con đem qua kia ta. Tạm thời để đây ha. Ghế này nó bị gãy không? Chắc không đâu ha. Không sao cô, không sao đâu ha. Rồi hiện tại thì ở đây là cái phần quà này á, thì con cũng nhận được từ một chị ở thành phố Hồ Chí Minh, mà con không biết chị đó tên gì nữa, chị cũng không nói tên. Là chị gửi cho con mua cho cô 25 kg gạo nè. Rồi phần quà này là của mấy anh em YouTube mua thêm là mấy gói mì, bịch bánh gạo cho cô ăn ha, bịch bánh gạo. Và bên cạnh đó thì con có mua cho cô một chai dầu ăn, chai nước tương với lại hộp chao đó, để con gửi để đây ha, để bên đây đi. Rồi bên thêm nữa là chị Nắng Xuân, chị thấy cô có nuôi mấy con chó nè bị sà mâu á, chị mua cái chai xịt lên cho nó đừng có bị ghẻ, xịt lên, xịt lên cho nó hết hết bệnh ha. Khỏi thành tắm cũng được cứ xịt trực tiếp lên phải không? Trực tiếp ngay chỗ mà nó bị lở. Đó. Thì cái này là cổ ít lòng nhiều của khán giả ha cô. Thì con mấy lần trước con cũng ghé cô, nói chung là có bao nhiêu thì con gửi cô bấy nhiêu, hy vọng là cũng giúp được qua lúc mà khó khăn. Gạo hôm trước mua chắc hết rồi, lâu lắm rồi đúng không? Dạ cũng khá là lâu rồi, cách đây cũng lâu rồi con không có ghé nữa. Dạ mượn tiền hả? Dạ. Gạo còn không, ở nhà mua gạo còn không? Đâu còn khúc hả? Mỗi lần cô mua thì bao nhiêu, bao nhiêu gạo, cái mấy ký? Mấy bao này nè, bây giờ kỳ đó con lên cho được không, ý là cô mua cái này là 4-5 kg hay 50 kg gì hả? Cái này có 5 kg à. Mua mới cho mượn 100 kia. Mua mấy ngày mua thấy cô ăn cháo đi, không có gạo đi lùm phơi mì dạ. Dạ nhấp rồi nó nghỉ làm rồi. Dạ yeah. Giờ xin làm giờ tao phải ấy rồi thôi. Dạ yeah. Nghỉ nhà. Hôm trước con có hứa cô là con mua cho cô cái cọng dây đó mà con bận quá con mua không được. Dạ, con không có đi mua được. Dạ dạ. Tết nhất cô nghe. Dạ dạ dạ. Cô mua quà công đức cho bên giờ hết gạo thì không có tiền trong gạo. Dạ. Thì cũng may mắn ha, cũng sắp hết gạo hết rồi. Cô ở sống với ai chứ? Cô sống với con chà. Mà bây giờ nó bệnh mà nó nghỉ làm rồi. Rồi dạ. Công an giữ xe nó đi qua cái chỗ làm á. Rồi nó coi việc làm không sao, rồi công an đứng trong là á, không thấy thằng này đội nón nó quất vô giữ xe. Ừ, quên đội nón ha. À, giữ xe cái này nhấp nghỉ nè. Ủa, cô mới nấu cơm hả? Này cô bật này nè. Ủa sao giờ này mới nấu cơm, cơm chừng nào ăn? Nấu cơm thì bật nút cái gì ăn? Bật rồi. Ủa, cơm nấu chừng nào ăn? Dạ, chiều tối ăn, chừng nào đói ăn. Rồi,
Cô ăn chay hả cả nhà? Cái này đậu hũ qua. Bên kia mới cho. Hũ qua với đậu que gì nè. Cơm chanh. Dạ, nước tương hả? Rồi ở đây nữa nè cả nhà. Sẵn cái này là món mặn hay món chay? Món chay luôn á. Món chay luôn nè. Cái chảo của cô sao mà nó méo dữ à? Của người ta cho luôn hả? Tự với thành phố xin lên xài á. Trời ơi. Mà hơn cái ông mà ông cô nấu bằng lò củi hả? Bằng nước ga. Nước ga. Có đôi lúc hết ga thì sao, đi sao, sao nó đen dữ à? À đi làm củi. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, cái chảo của cô nhìn thấy thương của chú anh chị nhìn nè. Không thể nào nó méo hơn được nữa, bằng giống như cái trứng luôn rồi. Cô ơi, đừng lục nữa cô. Dạ, không sao cô, để cho khán giả mình biết được cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Nó. Ổng già hết thuốc rồi, không có thuốc tiền như thuốc uống như nó đợi trên đội. Không bị gì chứ. Con coi khám phá luôn cái này cái gì đây? À canh. Dạ. Dạ. Dạ thôi cô. Con mới ăn cơm. Con mới ăn cơm. Tới thì nó qua chủ làm cho được cặp dưa này. À cặp dưa lưới ha. Cặp dưa lưới múc cho nước canh. Ừ. Thôi để cho cúng đi cô, để cúng đi. Cúng mà nhang nó có gì? Không có, không có nhang luôn hả? Ấy kìa, có cô. Đâu? Đó. Hả? Ờ mình còn bớt à, đây là chị đi lấy đi. Mới suy nghĩ. Đúng rồi, tự nhiên nói không có nhang, đi lấy bó nhang cho cô đi. Phải nói là hoàn cảnh của cô thật sự là không biết nói sao cả nhà. Xuân về Tết đến rồi, hôm nay Noel lạnh không cô? Thời tiết hơi lạnh đúng không? Dạ. Dạ. Xuân về Tết đến rồi mà cô sống trong một cái chòi như thế này. Noel đến nè. Bữa nay 23 rồi, mai là Noel. Bữa nay 24. 24, bữa nay 24 hả? Đây là nói nhang. Dạ. Đây, con đồ lọc của mộ chú Tâm. Mộ ở cúng. Dạ. Ở mộ Vũ Linh đó cô. Dạ. Bỏ nhang đó cô, để cô thắp ha. Cô thắp cho mẹ Quan Âm. Trời ơi. Mới nói nhàng nhàng cái lại nhớ luôn ha. Không, hồi nãy giờ cũng thấy bỏ nhang mới nhớ mà. Giờ để nghe cô nhắc thôi. Ừ. Cái chai xịt cho con chó đó cô nhớ xịt nha. Vậy là cô cứ bóp như vậy. Chỗ nãy cô cứ bóp. Cô xịt vô trực tiếp vô người nó luôn. Cái này khoan. Cái này nó có một cái. Chị chỉnh giùm vô. Chỉnh giùm luôn đi. Nó nó. Okay. Rồi. Luôn. Cô kêu cô đây kêu đây. Kêu nó lại coi. Đó chỉ có con chuột chuột đó. Kêu nó lại coi. Nó giờ nó không lỡ đâu, nó lỡ. Trời ơi, lông nó quá trời ghét mình. Con thử nó nha. Cá. Nó cắn đó. Vơ dụ nó cái cơ vơ. Nó cắn đó. Nó cắn đó chị. Nó hả? Nó không được đâu, để cho cô làm đi. Sợ. Nó sợ rồi lạ. Cô bắt nó được không? Không. Bắt được nó hả? Cô bắt được là cô tỉa lông rồi. Dụ nó khi nào nó nằm á, cái mình lại mình xịt lén nó. Lúc mình... lúc nó ấy cô lại cô nhắc ghế đi tà tà lại tính dỗ dỗ được. Giật cái lông nhỏ cô. Cô á, mai mà cô nuôi nó đó. Không nói là ta biết về ở dưới thành phố mua vật sớm mới chứ ta bán mẹ mày cho rồi cái gì tính đại. Không, tại vì con chó mình ít bắt nó. Đâu, nó cũng trên này cho ăn uống này nó đầy đủ chứ bộ. Nhưng mà ý là mình sờ nó. Bữa nay con thấy có cái giọng á. Lén lén á cô. Cái giọng nó chậm chết già. Ở trong nhà, trong phòng à? Ở đâu? Phòng. Nó nằm ở chỗ ngột quá chắc ra đây. Ở đây nằm hả? Đó, vậy 20-25 cái gạo này ăn cũng khá lâu ha. Cái này một miếng khi đói một gói khi no cả nhà. Mua vào cái này cũng không biết quà nhỏ nhưng mà tấm lòng to hả cô? Dạ mua vào. Cái này chơi rất là quý thì gần tất cái nơi rồi. Mong gần tới xin cảm giải giúp chờ. À, hôm trước á thì anh trai bị bệnh á, thật sự con cũng có chia sẻ ghi hình nhưng mà thật sự là nói chung là cũng tùy duyên, nó chưa đủ duyên cô nên cũng chưa có cô chú nào giúp đỡ, nhưng mà có cô chú nhìn qua hoàn cảnh của cô á, thì giúp đỡ được một ít ít như vậy á, con nhiều thì con đem lại bấy nhiêu thôi. Thật sự phải con cũng rất là mong muốn để giúp đỡ cô nhiều hơn. Mong muốn cứ như em vợ cứ như vậy để giúp đỡ như xin bộ ở như đàn cô. Nước này của cô vậy phải giúp cho cô đi đời ơi, cô khổ lắm đời ơi. Sư phụ hả cô? Là ai cô? Ở dưới thành phố. Sư phụ ở dưới thành phố hả?
là sư phụ đó là sao cô? À, đó, cô quy y đó đó. Dạ. Học ở đó đó. Quy y ở chùa hả? Ở Am. Ở Am hả? Dạ. Hy vọng là sư phụ thấy ha. Dạ. Giúp cô đi đâu? Đi tu hả? Giúp cho con, cô có lộc có tài, mua đồ cũng mẫu, dần dần tết đến nơi rồi cái gì cũng mẫu trên. Ôi trời. Dạ. Bị phụ, chỉ biết nhóc nó bệnh nữa, giờ không có tiền, không có bạc. Giờ xe dưới rồi, cửa ba nó không biết sao. Thôi thì cũng cố gắng nha cô ha. Thế con, tụi con ở đây thì cũng không biết nói sao. Thì cũng biết giúp đỡ cô vậy thôi. Hy vọng là những cái clip anh em tụi con ghi hình ở đây thì nó sẽ lan tỏa ra cho cộng đồng mạng, cho tất cả cô chú trong và ngoài nước thấy được cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Lá lành đùm lá rách, giúp đỡ được chút nào hay chút đó. Nhiều khi tới Tết rồi, xuân về Tết đến rồi, hy vọng là sẽ có một cái Tết ấm no hơn cho cô ha. Dạ. Dạ thì hôm nay con không có biết, con theo các bạn tới đây thôi. Thì cái này là cái lòng của con. Cho 200 con gửi cô nha. Rồi chị Nhi. Con để cô có thể mua thêm cái gì đó. Ồ chị Nhi gửi tặng 200 ha cả nhà. Dạ, muốn cho cô có công đức vô biên. Dạ, rất nhiều nhiều dạ. Đi đường mang vô sự gia đình may mắn. Ôi chị Nhi lại cô giữ gìn sức khỏe. Thứ nhất là cậu kinh tụ. Dạ. Có người rất nhiều con cũng nhiều dạ. Cho cô dạ, trời ơi, Hậu Long. Anh Hậu Long. Quyền dạ, Thổi. Dạ. Thổi hướng Hậu Long. Dạ. Thổi hướng cậu có sức khỏe nhiều. Dạ. Đi đứng khỏe mạnh nè, đừng có làm mệt nữa nè. Làm cái gì cũng phải dành đến tánh nóng nam mô như là Phật. Trong giai đạo yên vui, hạnh phúc, vui vẻ. Ồ, hình như. Làm cái gì phải dành đến tánh nóng. Dạ, dạ, biết mà con gỡ được, con đưa sẽ lên chỗ thổ của con. Nếu mà Mạnh Thường Quân có thường giúp đỡ cho cô á, thì con sẽ đem cho cô á. Hình như là cô, con thấy cô, hình như cô có thấy được cái gì hả cô, đúng không? Hình như cô nói trong cái lời nói của mình giống như là cô có một thấy được cái điều gì đó trong con người của tụi con, đúng không? Gì hả? Dạ, giống như là một người có gì đó, cô có một người nào đó dựa cô vậy đó, giống như cô nói là Hậu Long dằn tính nóng lại vậy đó. Ừ, chắc có. Dạ, có cô. Anh này dạ. Dữ lắm luôn cô. Dạ. Mong cho những người này đi rồi mình an vô sự, làm cái gì thấy bớt tánh nóng. Biết đây này, người này, ba này. Con, cô nhìn con có nóng không? Nóng lắm hả? Nóng mát. Cũng nóng mát. Nó ngọt thì cái gì cũng ăn được hết. Mà xạo thì đừng bao giờ lấy đường cắt. Khổ thì giúp đây cũng vậy. Xin mời đến tất cả các quân đội từ nay được có tất cả nhiều sức khỏe. Và mong tết nhất này có tất cả quân đội của mình vô gặp tài. Rồi bữa nay hình như bữa nay con tới cô mấy lần rồi, 3-4 lần gì rồi. Thì lần này cô nói tự nhiên như làm con nổi da gà. Giống như cô thấy tót lên người tụi con có một cái điều gì đó cô thấy được. Nên cô cũng nhắc nhở cho mấy anh em nên dằn bớt tính nóng, cũng như là hạ bớt cái tôi mình xuống để cuộc sống của mình được im ấm hơn, trên thuận dưới hòa, đúng không cô? Rồi, con cảm ơn cô ha. Cảm ơn tất cả, cảm ơn Long, cảm ơn Nhi, cũng như cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, cũng như là chung tay một chút xíu, lá lành đùm lá rách thôi. Con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chúc, dạ. Biết là gia đạo con này. Gia đạo con sao cô? Cũng bước này cũng đục đục. Đục đục. Dạ. Thằng này cũng vậy. Thằng này vậy. Dạ, rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe. Dạ, con sẽ cố gắng. Nếu mà con quay về mình đi ngang qua chùa Tết Mẹ Quan Thánh Bồ Tát, mình đứng mình lại mình nhìn. Dạ. Ngồi sự may mắn. Dạ. Rồi đi đường cái niệm mật Nam Mô A Di Đà Phật, xin anh chơi chúc cho mình. Dạ. Cái gì cũng qua tay qua mẹ con. Dạ. Rồi con chào cô nha, chúc cô sức khỏe. Cảm ơn. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn chị Dấu Tên đã giúp đỡ cho cô gái em có một cái bao gạo. Dạ. Rồi, con chào. Một lần nữa, tôi xin chúc cho cô Dấu Tên lần này nữa là giúp 2-3 chuyến Dấu Tên cho gạo cho mình, cho được phương dụ ấn.
rất là cảm ơn là quý vị, rất cảm ơn mong mọi người cho cô này trong giai đoạn nhiều hạnh phúc và ta quên là khỏi làm gì được đó. Nam mô A Di Đà Phật, được chưa bảo đạo đồ ăn với tiền của Phật tất cả quý thích chúc cho cô rất cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ 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 được. Dạ đây cô chú anh chị ơi, em ra ngoài em quay cái nhà cho cô chú anh chị xem. Ở đây là nghe mình nói là cái nhà nhưng thật chất nó không phải là cái nhà cả nhà. Nó là một cái chòi tạm bợ. Ngày xưa em nghe nói là cái chòi này của một người nào ở phía trước nhà đây này cả nhà. Người ta cắt người ta để nghỉ mát thôi, giống như là ra đó người ta chơi á cả nhà. Thường ở dưới quê người ta cắt ra một cái chòi tạm bợ để người ta chơi. Thì cô gái em này cô mới không có chỗ nương tựa thì gia đình người đó mới cho cô ở tạm. Và ở trên cái mái này che này á, là cái những cái bọc ni lông như thế này chứ không phải là tôn cũng không phải là ngói ha cô chú anh chị. Những cái bọc ni lông che tạm bợ như thế này mùa mưa tới thì nó sẽ bị dột cô chú anh chị, nó sẽ bị ướt mưa và bị dột nên cũng rất là khó khăn, hoàn cảnh cô cũng rất là khó khăn. Thì em đã tới đây em ghi hình mấy lần rồi cô chú anh chị, nhưng mà cái kênh YouTube của em á thật sự mà nói là nó không có được may mắn nhiều. Cô chú anh chị xem qua cái video nên cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân cũng như là cô chú á, nó hơi ít đi cô chú anh chị nên cũng không có giúp được cô nhiều về vấn đề mà cuộc sống cũng như trang trải cuộc sống. Thì hy vọng cái video này khi mà đăng lên thì cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ xem và like chia sẻ ủng hộ cả nhà. Xuân về Tết đến rồi, hy vọng sẽ có một cái bữa có một cái xuân ấm cúng hơn, đầy đủ hơn cho cô một chút xíu ha cả nhà. Hy vọng là có một lần nữa em sẽ ghé thăm để cho cô có một cái xuân, một cái những món quà về Tết, về xuân cho cô được vui vẻ ha cả nhà ha. Thì cuộc sống mà, con người ai cũng vậy. Có những có lúc những khó khăn, mình là người Việt Nam với nhau thì mình hãy chung tay với nhau giúp đỡ để cô vượt qua khó khăn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình đã dành chút thời gian để xem video của em ha. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị.